Thời gian gần đây, trào lưu hút thuốc lá điện tử hay thuốc lá thế hệ mới đang xuất hiện ngày càng nhiều trong trường học. Các em, lứa tuổi học sinh hiếu kỳ, thích khám phá. Trong khi đó, các sản phẩm rất dễ dàng sở hữu với đủ loại hình dạng, mùi vị hấp dẫn. Và để ngăn chặn tình trạng này thì nhiều trường học cũng đã triển khai các giải pháp xây dựng trường học không thuốc lá. Trong đó khẳng định, ngoài vai trò trách nhiệm của giáo viên, nhà trường thì cũng rất cần có sự phối hợp từ phía phụ huynh và chính quyền địa phương. Nhiều học sinh bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Vinh đã từng chứng kiến bạn bè sử dụng thuốc lá điện tử. Thậm chí chính các em đã từng là đối tượng bị dụ dỗ và lôi kéo. Em cảm thấy là hiện tại thì có khá là nhiều bạn sử dụng thuốc lá điện tử. Các bạn đã thường mua ở trên mạng. Cháu đã từng chứng kiến các bạn kiểu sốc. Có một loại mà em thấy các bạn hay hụt vô kiểu giống như mình chơi ma túy. Theo điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới, năm 2019, ở Việt Nam nhóm học sinh tuổi từ 13 đến 17, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử mới chỉ là 2,6%, thì năm 2022 đã tăng lên 3,5% và có chiều hướng gia tăng đối với học sinh thành thị. Tại Nghệ An, dù chưa có thống kê cụ thể, nhưng rõ ràng học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường sử dụng thuốc lá điện tử đang tăng dần lên theo từng năm. Trường Trung học cơ sở Cửa Nam, thành phố Vinh trước đây từng phát hiện một số em hút thuốc lá điện tử, thậm chí sử dụng ngay trong trường học. Trước thực trạng đó, nhà trường đã nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp. Ngoài giao trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm trong quản lý, giám sát, hỗ trợ học sinh, thì những hình thức tuyên truyền như thế này cũng là cách để các em nhận biết tác hại của thuốc lá điện tử để điều chỉnh hành vi và lối sống. Theo tôi thì cái việc để phát hiện và giúp học sinh nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá điện tử thì vai trò của giáo viên chủ nhiệm là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó là cái sự giám sát của là nhà trường, tổ chức đoàn, đội. Nhà trường thì cũng đã có rất là nhiều các cái biện pháp để tuyên truyền, đội và chi đoàn tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử. Giáo viên cũng thường lồng ghép các cái nội dung tuyên truyền vào trong từng buổi học, thường xuyên sát sao đối với học sinh. Trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật, thành phố Vinh hàng năm dành một thời lượng khá lớn để tuyên truyền phòng chống sử dụng thuốc lá điện tử. Sau Tết Nguyên đán, nắm bắt thông tin một số học sinh có biểu hiện nghi sử dụng thuốc lá điện tử, nhà trường đã triển khai đồng loạt nhiều giải pháp để quản lý và giám sát học sinh. Tuy nhiên, ngăn chặn triệt để thuốc lá điện tử trong trường học vẫn còn lắm gian nan khi hiện nay rất khó quản lý học sinh ngoài nhà trường. Thì nhà trường cũng tự tin và khẳng định rằng là cái việc mà học sinh hút thuốc lá ở trong nhà trường thì có thể không xảy ra, nhưng mà ở phía ngoài nhà trường thì chắc chắn là nhà trường cũng khẳng định là có. Tại các cái địa phương mà có nhà trường đóng thì cần có cái sự phối hợp của chính quyền địa phương và có công an đây cùng với ký cam kết với các cái gia đình mà có các cái quán xá. Xây dựng môi trường học đường an toàn, không khói thuốc là mục tiêu mà các trường học đang hướng tới. Thế nhưng rất khó thành công nếu chỉ từ phía nhà trường mà thiếu đi giám sát, nhắc nhở của gia đình, sự phối hợp của chính quyền, các ngành chức năng.